Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý cô chú, cô bác và các bác anh chị kính thưa quý quần thể đại họ, để có được ngày vui hạnh phúc hôm nay thì Mỹ Hạnh, Minh Tú đã trải qua một thời gian dài tìm hiểu, họ quen nhau trong công việc, hiểu nhau trong công tác, yêu nhau qua ánh mắt nụ cười. Và một ngày gần đây thì Mỹ Hạnh đã nói với Minh Tú rằng anh về thưa với mẹ thầy, chờ con xin hỏi để định ngày với em. Và ngày hôm nay, được sự đồng ý của đôi bên gia đình, được sự nhất trí của các cấp chính quyền địa phương và được sự giúp đỡ của bà con cô dì chú bác, ngày hôm nay hai bên gia đình, đó là gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, đã chính thức chọn làm ngày để tổ chức lễ ăn hỏi chúc mừng hạnh phúc cho Mỹ Hạnh, Minh Tú. Đó là lý do buổi gặp mặt ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái và đặc biệt là thay lời cho Mỹ Hạnh, Minh Tú xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện và ngọc của các cụ ông, cụ bà, cô dì chú bác, anh em bố họ hai bên gia đình, các vị khách đại diện cho các cơ quan đoàn thể và đặc biệt là bà con lối phố thân thương. Chúng ta đã mất chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chung dự cũng như chứng kiến trong chương trình buổi lễ ăn hỏi chúc mừng hạnh phúc cho Mỹ Hạnh, Minh Tú. Và thay mặt cho những người làm chương trình cũng xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin quý vị chúng ta sẽ đổ một tràng pháo tay thật rộn rã để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị các bạn ngày hôm nay. Hôm nay gia đình nhà trai ông Trần Minh Vĩ và Lê Thị Kim Thanh có sửa một cái lễ, đó là lễ ăn hỏi sang báo cáo với gia đình nhà gái ông Vũ Mạnh Dương và Nguyễn Thị Tuyết Mai. Trước tiên là xin được cả cáo ít tổ đường, sau đó sẽ xin phép gia đình nhà gái được làm các thủ tục ăn hỏi theo đúng như phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ lên có ý kiến phát biểu. Trước tiên là sẽ giới thiệu về thành phần tham gia của gia đình nhà gái. Xin lỗi ạ, gia đình nhà trai có mặt tại buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, sau đó sẽ giới thiệu về những lễ vật mà ngày hôm nay gia đình nhà trai đã trở sang gia đình nhà gái để làm nghi lễ ăn hỏi Mỹ Hạnh cho Minh Tú. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh chị em thanh niên nam nữ, kính thưa cụ bà cô Hương, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có mang cái lễ vật để ăn hỏi cho thầy cháu trong đoàn chúng tôi, gồm có là bà Thanh là mẹ của cháu Tú, còn đây là cô dì chú bác bên nội bên ngoài của ông Vĩ và bà Thanh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các anh các chị, họ nhà gái, họ nhà trai, chúng tôi hôm nay có sửa cái lễ, thứ nhất là cáo tiết tổ đường, sau nữa báo cáo cùng công các bà và gia đình ông bà ông Dương đưa lên tổ đường để cho làm lễ ăn hỏi cho các cháu. Xin bên nhà gái chúng ta này. Và kính thưa quý vị, trở về trong chương trình buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai cũng đã chính thức thay mặt cho dòng tộc cũng như gia đình nhà trai lên báo cáo với gia đình nhà gái, đó là ngày hôm nay thì gia đình nhà trai có sửa lễ ăn hỏi sau báo cáo với gia đình nhà gái. Trước tiên là xin được báo cáo ít tổ thương và sau đó là sẽ xin phép làm nghi lễ ăn hỏi theo đúng phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Và lời đầu tiên mà vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai không quên, đó chính là lời cảm ơn tới sự đón tiếp rất nồng nhiệt của phái đoàn quý quan viên hoàng nhà gái, cũng như cảm ơn sự hiện diện của quý quan viên hai họ. Chúng ta đã dành thời gian cũng như tình cảm của mình để trở về sum họp một nhà để cùng chúc cho đôi bên gia đình trở thành tình nghĩa thông gia, cũng như chúc mừng cho Mỹ Hạnh, Minh Tú nên duyên mới. Và kính thưa quý vị, và những lễ vật ăn hỏi lúc này cũng đã được gia đình nhà trai chuyển trở vào phía trong của gia đình nhà gái. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay về dự trong chương trình của buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay thì về phía gia đình nhà trai cũng có sự hiện diện của các ông, các bà, các bác
các cô, các chú đại diện cho hai phía nội tập, ngoại tập của gia đình cùng với những người bạn của gia đình và đặc biệt là bà con lối phố Thần Hương, chúng ta cũng đã có mặt để trở về chung dự trong chương trình buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật rộn rã để chào đón mấy đoàn bạn trẻ. Vừa rồi thì đại diện của gia đình nhà trai đã có ý kiến đặt lễ xin mời. Và sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ lên có ý kiến tiếp lễ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, xin lỗi. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của gia đình nhà gái ạ. Vâng, chúng ta sẽ trở lên để tiếp nhận lễ ăn hỏi của gia đình nhà trai. Có mặt trong buổi lễ ăn hỏi của cháu Vĩnh Hạnh và cháu Nguyễn Tuấn Lệ hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho nhà gái, tôi xin được trân trọng kính chào, kính chúc các ông các bà, các cụ các ông các bà, các cô các bác, tất cả các quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ hôm nay, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho buổi lễ ăn hỏi của cháu Minh Thành và cháu Minh Tú thành công tốt đẹp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Hiền, là bác của cháu Hạnh và là đại diện của gia đình nhà gái. Xin được giới thiệu thành phần của nhà gái tham dự buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Trước tiên tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông bà nội của cháu Hạnh, bà ngoại của cháu Hạnh, ông chú bà Thiện là em của ông nội cháu Hạnh, ông bác là anh của ông ngoại cháu Hạnh, bà cô là em của ông ngoại cháu Hạnh. Cùng tham dự với đoàn nhà gái hôm nay có các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em bên nội bên ngoài, các ông các bà, các cô các chú cùng công tác cùng phố phường của ông Dương bà Mai và đông đảo bạn bè của cháu Hạnh cùng tham dự. Kính thưa các cụ, các ông các bà, các quý vị khách quý, như vị đại diện nhà trai đã vừa có ý kiến, được sự nhất trí của hai gia đình, hai cháu Minh Hạnh và Minh Tú đã có quá trình quen biết, tìm hiểu trong trên tinh thần tự nguyện và đã yêu thương nhau và quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm cùng nhau. Hôm nay theo phong tục của dân tộc Việt Nam và được sự là ngày lành tháng tốt và được sự nhất trí của thống nhất của hai gia đình, bên gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị lễ vật ăn hỏi và có lời thưa với họ gái để xin phép cho cháu Hạnh và cháu Tú được lên vợ thành chồng, và hai gia đình ông bà ông Mỹ và ông bà ông Dương được làm thông gia của nhau. Thay mặt cho gia đình bên họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị long trọng chu đáo của nhà trai, và gia đình chúng tôi cũng xin được chấp nhận lễ vật ăn hỏi và thuận tình cho hai cháu Nguyễn Hạnh và Minh Tú trăm năm hạnh phúc nên duyên vợ chồng. Kính thưa các cụ, các bác, các ông các bà và toàn thể các vị quý khách, hai cháu Minh Hạnh và Minh Tú thì còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng mong là hai gia đình hai họ thường xuyên quan tâm chỉ bảo dạy dỗ hai cháu để làm tốt một phần của làm con làm cháu trong hai gia đình. Và gia đình chúng tôi cũng mong muốn cuộc sống vợ chồng của các cháu được trăm năm hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời. Và cuối cùng xin kính mời
các ông, các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các quý vị khách quý mời chầu, mời nước để chúc phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Mà yêu thương sớm chiều.
mãi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Đã trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta. Để khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài. Đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Đến đây anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Đã trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai để khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài. Đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ngày lại trôi mau, chỉ còn lại chúng ta. Yêu dịu nhau vượt qua dòng tố. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Và tiếng cười sẽ theo ta. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Mừng anh nhé,
nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu.
gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Đồng ý của hai bên gia đình, được sự giúp đỡ của bà con, cô dì, chú bác như cơ quan chính quyền đoàn thể. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2017, tức là ngày mùng 10 tháng 10 năm Đinh Dậu. Chính thức hai gia đình đã tiến hành lễ tổ chức thành hôn cho Mỹ Hạnh và Minh Tú theo đúng phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Về dự buổi lễ đón chín dâu hôm nay, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu có đại diện cho bên nội, bên ngoài, cơ quan đoàn thể, bà con khối phố, của họ nhà trai, cũng nhà gái về sự rất đông vui để chúc phúc cho hai bên gia đình và mừng ngày vui hạnh phúc của Mỹ Hạnh và Minh Tú. Và cho phép tôi thay mặt những người làm chương trình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón quý vị về dự buổi đón chín dâu ngày hôm nay. Sự nhất trí của hai bên gia đình, mọi nghi lễ theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam được hai bên gia đình hoàn tất, đó là lễ chăm ngó, lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ nạp tài. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có sửa một lễ mọn, đó là lễ xin dâu, đến báo cáo với họ nhà gái xin được kính cáo gia tiên và xin làm thủ tục để đón cô dâu Mỹ Hạnh về nhà trai để làm lễ tổ chức thành hôn. Và trước giờ phút long trọng này, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn nhà trai lên có ý kiến phát biểu xin đón dâu. Xin được đọc kính mời ông. Được sự nhất trí của ông bà ông Dương cũng như được sự đồng ý của ông bà ông Vĩ cho cháu Hạnh và cháu Tú, hai cháu tìm hiểu. Qua quá trình tìm hiểu đã chín mùi. Ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có sửa cái lễ xin dâu, trước hết là cao hết tổ đường, sau nữa là báo cáo các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình bên ông bà ông Dương là chấp nhận cái lễ xin dâu của gia đình nhà trai chúng tôi ạ. Ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn nhà gái lên tiếp lễ. Xin được đọc kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các quý quan viên hai họ, lời đầu tiên thay mặt cho họ nhà gái tôi xin được trân trọng kính chúc các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác cùng toàn thể quý quan viên hai họ lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Hạnh và là đại diện của gia đình nhà gái hôm nay. Về thành phần của đoàn đại biểu nhà gái tham dự lễ vu quy của cháu Mỹ Hạnh hôm nay có ông nội, bà nội của cháu Hạnh, bà ngoại của cháu Hạnh, ông chú bà thím của cháu Hạnh, ông bác là anh của ông ngoại cháu Hạnh, bà cô là em của ông ngoại cháu Hạnh, có ông Dương, bà Mai là bố mẹ của cháu Hạnh. Cùng tham dự đoàn nhà gái có các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh em bên nội, bên ngoại của cháu Hạnh, có các cô, có các ông, các bà, các cô, các bác, anh em bạn bè thân thiết cùng công tác cùng phố phường của ông Dương, bà Mai và đông đảo bạn bè của cháu Hạnh cùng tham dự. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác cùng toàn thể quý quan viên hai họ, trải qua một thời gian tìm hiểu, cháu Mỹ Hạnh và cháu Minh Tú đã yêu thương nhau và quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm cùng nhau. Gia đình bên họ nhà trai có lễ cưới dầu gọi là lễ xin dâu, trước là để kính cáo gia tiên nhà họ gái, sau là để được xin được đón cháu Mỹ Hạnh về hôn trường nhà trai để làm dâu làm con của ông bà ông Vĩ và họ nhà trai. Thay mặt họ nhà gái tôi xin được nhận lễ xin dâu. Và kể từ giờ phút này công nhận cháu Minh Tú là con rể của ông Dương, bà Mai và con rể của họ gái chúng tôi. Và
và cũng đồng ý nhất trí để họ nhà trai, các cụ, các ông, các bà được đón cháu Mỹ Hạnh về hôn trường nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu có mặt trong lễ hôm nay. Chúc cháu Mỹ Hạnh và cháu Minh Tú trăm năm hạnh phúc. Chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình ngày càng bền chặt. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ đến giờ trao và nhận lễ xin đón dâu. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời bà Thanh, mẹ của chú rể lên trao lễ. Và xin mời bà Mai, mẹ của cô dâu nhân nhận lễ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Trường để chào đón tới tất cả các ông, các bà, các bác, anh chị chúng ta. Xin mời cô dâu, chú rể đứng lên cúi đầu chào cảm ơn quý khách gần xa đã về dự trong này. Và một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Và bây giờ thì xin mời cô dâu, chú rể lên sân khấu ạ. Hôm nay tôi rất là vui mừng, phấn khởi được đứng bên cô dâu và chú rể. Những chàng trai và những cô gái tức là rất duyên dáng, rất là xinh đẹp và rất là hạnh phúc hôm nay được tổ chức lễ thành hôn trong cái niềm vui này, thì chắc chắn rằng ban tổ chức chúng tôi trước giờ tiếp tục cái chương trình thì xin giao lưu với chú rể Minh Tú một câu hỏi rất nhanh. Và chú rể xem là có nhanh không ạ? Là tối qua chú rể có ngủ được không ạ? Ngủ được. Tôi thì
đêm qua nhận được cả 8 cú điện thoại là bảo là bác ơi, chương trình đã tổ chức thành công mà chưa thấy anh em văn nghệ sĩ đến nên là cho tao ăn nào, bảo là cháu xem lại đồng hồ đi, bây giờ mới có 1 giờ đêm mà bây giờ chú rể nói là ngủ được, tối qua không ngủ được. Nếu chú rể nói ngủ được, ban tổ chức tự làm từ giờ đến 3 giờ chiều. Thế mà nói không ngủ được thì chúng tôi làm đúng giờ. Vậy thì ngủ được thì không ngủ được. Đúng rồi, bởi vì suốt tối qua chỉ có thao thức đợi chờ, mong cho trời sáng cái đường nó đâu, có đúng không? Và bây giờ thì cô dâu đã đứng bên chú rể rồi, niềm hạnh phúc đã đến với cháu rồi, thì nó đúng, nói đúng thì bây giờ ban tổ chức lại nó đúng. Kính thưa quý vị, những người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, làm bác làm chú, làm thím, làm anh làm chị làm em, luôn luôn mong muốn có những ngày vui hôm nay, để rồi tuy của thì ít nhưng mà tấm lòng thì nhiều. Ông bà cha mẹ các bác các chú các em gửi nhiều vào cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và trước giờ đón dâu thì sau đây là một giờ phút quan trọng nhất, đó là những phần tặng phẩm mà gia đình sẽ trao tặng cho cô dâu và chú rể để chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc như ước mơ của hai bên mình. Trước tiên là xin mời bố mẹ. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng cái niềm vui hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông Dương và Mai. Và tiếp tục chương trình xin mời bà nội và bà ngoại, xin mời hai bà để đứng lên hai cháu để trao quà cho hai cháu. Vâng, xin mời hai bà. Xin mời bà nội trao quà cho cháu trước đấy. Cảm ơn bà. Bà đứng lên đấy. Bây giờ xin là mời bà ngoại. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì tôi có được nghe hai bà nội và ngoại đã nói với hai cháu rằng hôm nay bà rất mừng là ngày vui hạnh phúc của hai cháu. Và bà mong muốn ngày này đã từ lâu rồi, và hôm nay mong muốn đến sự thật, bà chúc cho hai cháu hạnh phúc. Còn thưa hai bà có nghe thấy hai cháu nó nói gì không ạ? Vâng, chắc chắn là hai bà đang tặng quà cho cháu không nghe thấy, nhưng bà tổ chúng tôi nghe thấy tất. Vì các cháu nói rằng bà ơi bà, cháu yêu bà nội bà ngoại lắm, tóc hai bà bạc trắng như mây, bà dành dụm tháng ngày hôm nay cho cháu phần quà rất là quý giá, và cháu hứa là sau 10 năm nữa các cháu phấn đấu sẽ trở thành lãnh đạo của một cơ quan. Biếu bà nội một cây vàng, bà ngoại cây vàng, hai bà nhất trí không ạ? Vâng. Và bà nội thế nào ạ? Vậy là tôi thì nói chung là từ cháu có từ lúc bé đến giờ tôi rất quý cháu, thương cháu, và bây giờ khi cháu là cái bàn trưởng thành của tôi thì vâng, xin được cảm ơn bà một lời nói rất chân tình. Và bây giờ con xin là mời hai bà trở về vị trí để tiếp tục cho ban tổ chức đây. Và sau đây xin mời bà Am là em của ông ngoại cũng có món quà để trao tặng hai cháu, xin mời bà Am. Vâng, xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn bà Am rất nhiều. Vâng,
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phần quà đại diện cho gia đình đã trao tặng cho anh cháu. Còn các bác, các chú, các thím, các cô, các dì, các cậu, các mợ đã tặng cho cháu rồi. Vì là lên đại diện nó nhiều thời gian quá thì ban tổ chức tôi xin phép được thông báo. Nhưng còn một món quà rất là ý nghĩa, đó là tình phố phường. Và sau đây chúng tôi xin mời điện diện của ngõ 135 có một món quà để tặng cho dâu chú rể. Xin mời ông đại diện của ngõ 135. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện cho ngõ 135 cho tại sao. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa chứng giám những tình cảm đẹp nhất của gia đình để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và cũng không quên đi được có một cái hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay, đó là ngày hạnh phúc của Mỹ Hạnh và Minh Tú. Trước tiên là xin mời bố mẹ của cô dâu lên chụp ảnh chung với cô dâu chú rể. Và sau đó là xin mời tất cả gia đình, tức là gia đình đấy, tức là nhà gái đấy, là anh chị em ruột thịt của cô dâu lên chụp một kiểu ảnh. Và sau đó là đại diện cho bên nội, đó là các bác, các chú, các cô. Và sau đó là các bác, các chú, các dì, các cậu, các mợ của bên ngoại. Thì trước tiên là xin mời ông Dương và bà Mai. Vầng trăng sáng tỏ giữa thời gian.
ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển động sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn xuân cánh thơ. Mà thương lại càng thương. Cô em như sông biển chiều hồ anh đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Vầng trăng sáng tỏ xưa khơi xa, mùa bão qua đây em yêu ai nhưng yêu không gì rằng dần mà thương không thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Vâng, xin cảm ơn sở có quý vị và xin cảm ơn Mỹ Duyên đã hát tặng cho quý con viên này họ một bài hát rất là hay. Kính thưa quý vị, một năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày, và một ngày chỉ có giờ này mà thôi, là giờ hai bên gia đình đã lựa chọn, đó là giờ nhà trai xin phép quan viên họ nhà gái được đón dâu. Trước giờ đón dâu, thay mặt cho ban tổ chức, tôi được xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn nhà trai lên có ý kiến để phát biểu sự có mặt của quan viên đại họ, cơ quan đoàn thể và con khu phố về dự trong cái buổi lễ đón xin dâu ngày hôm nay. Và có lời mời đoàn nhà gái về nhà trai để dự buổi lễ tổ chức thành hôn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh chị em thanh niên của hai cháu đã đến giờ đón dâu. Một lần nữa tôi thay mặt gia đình nhà trai mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các anh các chị và hai bên của hai cháu về họ nhà trai hôn trường để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa thay mặt gia đình họ nhà trai, chúng tôi cảm ơn các ông các bà cùng toàn thể cô dì chú bác cùng anh các chị đã hết sức đón nồng nhiệt và xin chân thành cảm ơn. Chúc các cụ, các ông các bà có một sức khỏe, mạnh khỏe và dồi dào. Xin cảm ơn. À, xin chào, cảm ơn. Xin năm mới cô dâu xuất dẫn lên sân khấu cho. Kính thưa quý vị, như vậy là thay mặt cho đoàn nhà trai đã lên cảm ơn sự có mặt của quan viên này họ, cơ quan đoàn thể và con khối phố đã về dự trong cái buổi lễ đón xin dâu ngày hôm nay, và cảm ơn sự đón tiếp rất là nhiệt tình của họ nhà gái. Và có lời mời họ nhà gái cùng tất cả quý quan viên chúng ta về nhà trai để dự buổi lễ tổ chức thành hôn. Và cũng cho phép tôi truyền lời cảm ơn của gia đình ông Dương và bà Mai tới tất cả cơ quan đoàn thể, đặc biệt là khu phố 135 đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình trong những ngày qua để có thành công trong cái lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, bây giờ là giờ phút hai bên đã lựa chọn, mà giờ phút chú rể Minh Tú đang nóng lòng chờ đợi. Cháu thấy nóng lòng chưa? À, chưa thì bác làm tiếng nữa, mà bố là đến giờ rồi thì bác lại làm đến giờ rồi. Nóng chưa? Rồi. Vâng, kính thưa quý vị,
bởi vì ngày vui chờ đón đã từ lâu để cho chú rể đón cô dâu về nhà, thì ngày vui đó hôm nay đã trở thành hiện thực. Bây giờ đã là 12 giờ kém là giờ quan viên họ nhà trai xin phép họ nhà gái được đón cô dâu. Và xin mời cô dâu chú rể tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm đi trước, và sau đó xin mời quý quan viên này họ cùng đoàn chúng ta đi sau và tiến về khu vực nhà trai để dự buổi lễ tổ chức thành hôn. Ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình sinh khóm trúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Đẹp mãi với tu leo chạy.
thuyền em đi trên sông trắng xa, cưới nhau về ta sớm hồi vui trên sông dài nguyên hoa xăm bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên đỉnh núi, dòng sông xanh xanh lên nước mắt. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chợt màn rời đâu che khăn định đôi môi hồng miệng. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Vâng, và kính thưa quý vị, tình yêu có lẽ là một điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và chính những điều kỳ diệu của tình yêu đã chắp cánh cho hai con tim của Minh Tú, Mỹ Hạnh tìm đến bên nhau. Và khi duyên đã thực sự chín muồi, cũng là lúc hai con tim cùng hòa chung một nhịp. Và một ngày gần đây thì Minh Tú và Mỹ Hạnh đã cùng trở về báo cáo với đôi bên gia đình. Và ngày hôm nay thì tất cả các thủ tục, nghi lễ, lễ nghi theo đúng phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam đã được tiến hành hoàn tất. Và ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, ngày 27 tháng 11 năm 2017, tức là ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu, hai bên gia đình đã chính thức chọn làm ngày để tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Và lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, và đặc biệt là thay lời cho chú rể Minh Tú, cô dâu Mỹ Hạnh, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện vàng ngọc của các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, các vị quan khách, bà con lối phố thân thương. Chúng ta đã dành những thời gian vàng ngọc của mình để trở về sum họp một nhà để cùng chúc cho đôi bên gia đình trở thành tình nghĩa thông gia, cũng như chúc mừng cho Minh Tú, Mỹ Hạnh nên duyên mới. Và thay mặt cho những người làm chương trình cũng xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin chúc quý vị chuẩn bị bước sang một năm mới, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng để xây dựng quê hương Ninh Bình ngày một giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ đổ một tràng pháo tay thật rộn rã nữa để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, như tôi đã báo cáo, ngày hôm nay, ngày lành, tháng tốt, hai bên gia đình đã chính thức chọn để làm ngày tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Và ngày hôm nay, sự hiện diện của quý vị đó chính là những món quà rất ý nghĩa quý vị dành tặng để chúc mừng cho đôi bên gia đình, cũng như chúc phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì để cảm ơn tới những tình cảm, những tấm lòng của quý vị, chúng ta đã trở về chung vui chúc mừng cho Minh Tú, Mỹ Hạnh trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Thì xin mời hai em sẽ cùng để hoa xuống bàn, sau đó sẽ tiến tới từng bàn để rót nước mời trà, để cảm ơn những tình cảm của các cụ, các ông bà, các bác anh chị cùng quý quan viên hai họ. Trước tiên xin mời hai em sẽ trở vào phía nhà trong để rót nước mời trà các vị cao viên, sau đó sẽ trở ra phía ngoài hội trường để rót nước mời trà, để cảm ơn những tình cảm của các cụ, các ông bà, các bác anh chị cùng quý quan viên hai họ. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, sẽ đem lời ca tiếng hát của mình để thay lời cho gia đình nhà trai, thay lời cho gia đình nhà gái, cũng như thay lời cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Một lần nữa xin được chào đón và trân trọng những tình cảm của tất cả các quý vị chúng ta đã có mặt tại khán phòng của nhà trai ngày hôm nay để cùng chung dự trong chương trình buổi lễ tổ chức thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nâng những ly trà nông, cùng dùng bánh kẹo giao duyên để chung vui chúc mừng cho đôi bên gia đình, cũng như chúc phúc cho hai em trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và làn điệu mời nước mời trầu, một làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ, những người thực hiện chương trình chúng tôi sẽ thay lời cho gia đình, thay lời cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Một lần nữa xin được mời quý vị chúng ta cùng mời nước mời trầu. Oh,
vì một lý do hết sức là đơn giản, đó là do cái khán phòng của gia đình nhà trai ngày hôm nay hơi chật hẹp một chút. Vì vậy nên là cô dâu chú rể cũng không có điều kiện để tiến tới được bàn để rót nước mời trà, để cảm ơn những tình cảm của các cụ, các cô bà, các bác anh chị. Rất mong được quý vị chúng ta lượng thứ cho. Một miếng trầu chưa ăn đi cầm lấy, chưa ăn đi cầm lấy, cho nhau bằng lòng trầu này, trầu tình, trầu tình. Và xin quý vị chúng ta sẽ đồng một tràng pháo tay để cảm ơn là điều mời nước mời châu và ca sĩ Mỹ Hạnh đến từ ban tổ chức chương trình nhà trai chúng tôi vừa mới thay lời cho đôi vị gia đình, thay lời cho chú rể Vĩnh Tú và cô dâu Mỹ Hạnh. Một lần nữa xin được chào đón cũng như trân trọng tất cả những tình cảm của quý vị chúng ta đã trở về để chung dự trong chương trình buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, quả thật đúng là châu này châu tính châu tình, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, để rồi yêu nhau mà đứng ở đàng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần, anh còn son mà em cũng còn son, ước gì ta được là con một nhà, để rồi anh về thưa với mẹ cha, em cũng về thưa với mẹ cha, chọn ngày này tốt ta về bên nhau. Vâng, và câu hát giao duyên quen thuộc ấy đó cũng chính là điều ước của đôi bên gia đình, điều ước của Minh Tú Mỹ Hạnh. Và điều đó ngày hôm nay đã chính thức trở thành hiện thực, niềm vui của hai họ và niềm vui của tất cả quý vị chúng ta về dự ngày hôm nay. Và quả thật đúng là vui từ trong phố mà vui ra, vui từ nhà gái, vui về nhà trai. Và đối với đôi bên gia đình thì kể từ khi biết tiếng nghe tin mà lời vàng chưa nhắn vẫn còn in trong lòng, chỉ chờ tới ngày hôm nay là ngày vui trọng đại của đôi bên gia đình mới có lời nhắn rể và có lời khuyên dâu. Chương trình sẽ được tiếp nối qua ý kiến phát biểu chào dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Và liên tục chương trình, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ chính thức chào dâu và có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác cùng toàn thể quý quan viên hai họ, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin được có đôi lời phát biểu trước hôn trường hôm nay. Trải qua một thời gian tìm hiểu, yêu thương và quyết định xây dựng hạnh phúc cùng nhau, cháu Mỹ Hạnh và cháu Minh Tú được sự đồng ý của hai gia đình
hai dòng họ và chính quyền địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình cũng như hai họ long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ giờ phút này, chính thức cháu Mỹ Hạnh và cháu Minh Tú đã là vợ là chồng. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin được trao cháu Mỹ Hạnh về làm dâu, làm con ông bà ông quý, làm dâu, làm con dòng họ Trần. Được về làm dâu, làm con của ông bà ông quý cũng dòng họ Trần không những là niềm vinh hạnh của cháu Hạnh mà còn là niềm vinh dự của gia đình ông Mai, ông Dương, bà Mai cũng như họ gái chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác cùng toàn thể quý quan viên hai họ, cháu Mỹ Hạnh của chúng tôi thì tuy có lớn nhưng mà chưa đủ khôn. Tới đây và mãi mãi sau này, gia đình chúng tôi mong muốn được các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai, đặc biệt là ông bà, ông quý, là bố mẹ chồng của cháu Hạnh, hãy thương yêu, hãy quan tâm, thường xuyên chỉ bảo, dạy dỗ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu Mỹ Hạnh nhà chúng tôi làm tròn, làm tốt bổn phận người dâu hiền, người vợ ngoan và là người công dân tốt. Đối với cháu Minh Tú là nam thì trước tiên là phải có chí hướng, phải có sự phấn đấu và sự tiến bộ để có thể gánh vác được việc xã hội, việc nước, phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, phải có trách nhiệm với dòng họ, tổ tiên và phải là chỗ dựa vững chắc, là trụ cột của gia đình. Đối với cháu Mỹ Hạnh là nữ thì biết trung thủy, thương chồng, yêu chồng, thương con, thương yêu, kính trọng ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, anh em, ruột thịt. Các cháu phải luôn luôn thương yêu, thường xuyên chia sẻ, tôn trọng và bảo vệ nhau. Hay không, các cháu là điều chỉnh và các cháu làm điều chỉnh để các cháu hòa hợp với nhau bao nhiêu thì tổ ấm của các cháu càng bền chặt bấy nhiêu. Các cháu gái trai, cháu gái thi nhau ra đời và các cháu tay bồng tay bế cuộc đời nở hoa. Cuối cùng một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe tất cả các ông, các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác cùng toàn thể quý quan viên hai họ. Chúc các cháu Mỹ Hạnh, Minh Tú trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu trao dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay trở sang gia đình nhà trai thì vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái cũng đã chính thức thay mặt cho dòng tộc cũng như gia đình nhà gái được trao cô dâu Mỹ Hạnh trở về làm dâu con trong gia đình nhà trai. Và kính thưa quý vị, quả thật đúng là vài điều căn dặn cháu con để chúc cho hạnh phúc trăm năm vững bền. Và quả thật sáng nay thì cô dâu vẫn còn ở nhà với mẹ, với cha. Nhưng giờ đây đích thực cháu đã là con dâu. Bác lên phát biểu mấy câu để chúc cho hai cháu sống giữ câu chân thinh. Và thông qua ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà gái thì bác cũng không quên một lần nữa xin được thay mặt cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cũng như thay lời cho Minh Tú và Mỹ Hạnh xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em bốn họ hai bên gia đình. Chúng ta đã trở về chung vui, chúc mừng cho đôi gia đình cũng như chúc phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật doan để cảm ơn ý kiến phát biểu cho dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ gái ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, các cụ ta thì vẫn thường nói đó là đàn vui thì dạo khúc đường xa, mà người vui thì hát khúc câu ca cuộc đời, hồi hôn thì vui hát, vui hò để chúc cho đôi bạn trẻ một chuyến đò đã chính thức nên duyên.
Và kính thưa quý vị, quả thật đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mà mấy sông cũng lội, mà mấy ngàn đèo cũng qua. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nâng những ly trà đong, cùng dùng mấy kẹo giao duyên để cùng hướng về sân khấu để gặp gỡ ca sĩ Hồng Hạnh qua một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ca khúc được mang tên Tàu Anh Qua Núi. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đi dọc nằm theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mới bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Báo cáo với quý vị, đây là giây phút được chờ đợi nhất, giây phút tuyệt vời nhất và cũng là giây phút hạnh phúc nhất của chú rể Minh Tú, cô dâu Mỹ Hạnh trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Bởi vì chính giây phút này đây, cô dâu chú rể sẽ chính thức trao cho nhau con tim, trao cho nhau cuộc đời thông qua một kỷ vật thiêng liêng mà vô cùng ý nghĩa. Và quả thật đúng là bao năm tháng đợi, ngày chờ, để rồi niềm vui, hạnh phúc chính bây giờ là đây. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Và sau đó thì cô dâu sẽ lại trao nhẫn cho chú rể. Và chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật rộn rã để chúc mừng cho Minh Tú, Mỹ Hạnh ngày hôm nay ạ. Xin chào, cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng ạ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì trước sự chứng kiến của quý quan viên hài hòa, cô dâu và chú rể đã chính thức trao cho nhau kỷ vật tính ước thiêng liêng của ngày cưới. Và kể từ giây phút này đây thì Minh Tú và Mỹ Hạnh đã chính thức trở thành vợ, thành chồng, thành con một nhà trong niềm vui của đôi bên gia đình, niềm vui của hai họ và niềm vui của tất cả quý vị về dự ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật tròn ra nữa để chúc phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Thì xin mời hai em sẽ cùng bước lên sân khấu. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì cô dâu và chú rể đã chính thức trao cho nhau kỷ vật đính ước thiêng liêng của ngày cưới. Và bắt đầu kể từ ngày hôm nay thì Minh Tú và Mỹ Hạnh sẽ cùng nhau bước chung trên một con đường để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc dài lâu. Vâng, và kính thưa quý vị, cũng kể từ ngày hôm nay thì cô dâu chú rể sẽ cùng nhau sẻ chia những buồn vui, vâng, những công việc trong cuộc sống để hướng tới một mái ấm gia đình mà hai em đã mong đợi từ rất lâu, cũng như niềm mong đợi của hai bên gia đình.
Và liên tục lúc này, ban tổ chức xin mời hai em sẽ cùng tiến về phía tháp bánh ạ. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, tháp bánh ba tầng của chúng tôi ạ. Vâng, nó sẽ tượng trưng cho các cung bậc của tình yêu. Vâng, và ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của quý quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng nhau, vâng, chia sẻ, vâng, những buồn vui, những thăng trầm, những khó khăn, những vất vả trong cuộc sống đứa đôi để hướng tới một gia đình hạnh phúc mà hai em luôn luôn mong đợi và khát khao. Và bây giờ xin mời hai em sẽ cùng chung tay cắt bánh cưới. Vâng, và quả thật đúng là cùng nhau chia ngọt sẻ vui, cùng nhau giữ trọn lời thề thủy chung và cùng nhau lên thác xuống gành để cùng nhau xây đắp một gia đình yêu thương. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật rộn ra nữa để chúc mừng cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Rồi, xin được trân trọng cảm ơn hai em rất nhiều. Và còn bây giờ thì xin mời hai em sẽ cùng tiếp tục hướng về phía tháp rượu của chúng tôi. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì dàn tháp ly của chúng tôi được xếp theo hình kim tự tháp. Vâng, và đây chính là một nền móng vững chắc nhất mà gia đình cũng như hai em mong muốn để chúng ta cùng đặt một nền móng mới cho một mái ấm gia đình hạnh phúc bền lâu. Và ngày hôm nay thì tình yêu của Minh Tú và Mỹ Hạnh cũng sẽ được ví như dòng suối tuôn trào chảy mãi không thôi. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau cùi rượu để rót lên tháp ly. Tuyệt vời. Và bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật rộn rã cùng với dàn pháo hoa của chúng tôi để chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và quả thật đúng là rượu hồng nồng thắm men say để đôi ta cùng rót cho đầy tháp ly. Kính thưa quý vị, ngay giây phút này đây thì trước sự chứng kiến của quý quan viên hai họ, cô dâu chú rể sẽ chính thức nâng ly rượu giao bôi. Xin mời. Vâng, và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật rộn ra nữa để chúc mừng ạ. Vâng, một niềm hạnh phúc rất ngọt ngào của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như chúng tôi đã báo cáo với quý vị, đó là ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đang có mặt tại khán phòng để chung dự trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Thì ai cũng vui, cũng mừng để chúc mừng cho đôi gia đình, cũng như chúc mừng cho Minh Tú và Mỹ Hạnh nên duyên mới. Và đặc biệt ngày hôm nay thì những người làm cha, làm mẹ, ai sinh con ra cũng mong con khôn lớn trưởng thành. Và trong ngày vui hạnh phúc của các con, tuy của thì ít nhưng tấm lòng thì nhiều, tình cha, nghĩa mẹ gửi nhiều cho các con. Và liên tục chương trình, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của bố mẹ chú rể Minh Tú ngày hôm nay cũng chính là người cha, người mẹ thứ hai của cô dâu Mỹ Hạnh sẽ trở lên sân khấu để có một phần quà kỷ vật cưới trao tặng và giao vốn cho hai con. Và chúng tôi xin được mời mẹ của chú rể Minh Tú cùng với anh trai sẽ thay mặt cho bố để trở lên sân khấu dành phần quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật rộn rã. Vâng, để chào đón bằng những kỷ vật mà cha mẹ đã dành tặng để chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, quả thật đúng là công cha như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ như nước
trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn thì không bao giờ cạn, mà núi Thái Sơn thì mãi mãi trường tồn. Và một lần nữa xin được thay mặt cho Minh Tố, Mỹ Hạnh xin được chân thành cảm ơn phần quà rất ý nghĩa mà bố mẹ đã dành tặng để chúc phúc cho hai con ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Thu cũng có một phần quà dành tặng để chúc mừng cho hai cháu. Và xin mời phần quà của bác dành tặng cho hai cháu của mình. Và xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được kính mời dì Thủy và dì Ngân sẽ cùng trở lên sân khấu để cũng có những phần quà dành tặng để chúc phúc cho hai cháu. Sẽ dành một tràng pháo tay nữa để cảm ơn những người thân trong gia đình đã dành những phần quà rất ý nghĩa để chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của lớp 12D, tức là học sinh của cô Thanh ạ, là chính là mẹ của chú rể Minh Tú. Và xin mời một đại diện của lớp 12D khóa 94-97 cũng lên dành phần quà để chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ dành một pháo tay nữa để chúc mừng ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì chú rể Minh Tú và cô dâu Mỹ Hạnh đã được đón nhận rất nhiều những phần quà từ phía những người thân trong gia đình cũng như những cá nhân và tập thể. Chúng ta đã dành tặng những món quà rất ý nghĩa để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được thay lời cho chú rể Minh Tú và cô dâu Mỹ Hạnh xin được chân thành cảm ơn những phần quà mà những người thân trong gia đình cũng như những cá nhân, những tập thể đã dành tặng để chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị. Và xin được cảm ơn các phóng viên quay phim và nhiếp ảnh đã giúp cho ban tổ chức và gia đình ghi lại những khoảnh khắc rất đẹp của buổi lễ tổ chức thành hôn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, quả thật đúng là anh em bắt nhịp cầu duyên cho nàng bên ấy thương anh bên này. Và ngày hôm nay thì niềm vui đến với hai nhà,
tình yêu đôi lứa thật là đẹp duyên. Và nhịp cầu ngày hôm nay đã chính thức nối liền, sao khéo xe nối đẹp duyên tơ hồng. Bấy lâu bốn họ chờ mong để hôm nay ngày cưới thỏa lòng lứa đôi. Nhà gái thì đã phát biểu rồi, sau đây nhà trai cũng có một đôi lời, trước là đáp lễ, sau thời nhận dâu. Và liên tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ trở lên nhận dâu và có ý kiến đáp từ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các cụ, công, các bà của hai bên nam nữ, gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Kính thưa các cô dì chú bác cùng bạn bè thanh niên của hai cháu, chính thức hôm nay cháu Mỹ Hạnh và Minh Tú đã nên vợ nên chồng. Kể từ giờ phút này, Mỹ Hạnh làm con làm dâu của ông bà ông Vĩ, làm cháu của các cụ dòng họ Trần chúng tôi, làm chị làm em của các anh các chị em trong gia đình họ Trần. Và cháu Tú cũng là con rể của ông bà ông Dương và cùng các cụ anh chị em trong họ bên nhà họ Vũ nhà ông Dương. Một lần nữa thay mặt gia đình họ nhà trai cảm ơn tất cả các cụ ông cụ bà cô dì chú bác anh chị em thanh niên nam nữ của hai cháu đã bớt chút thời gian đến để dự chung vui lễ hạnh phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể gia đình hai bên nam nữ, một lời chúc mạnh khỏe thành đạt nhất và vinh hạnh nhất. Xin cảm ơn. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay cái mong muốn của gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái đều mong muốn một điều, đó là chú rể Minh Tú và cô dâu Mỹ Hạnh đã yêu nhau rồi thì mọi việc không có quản đề, dù có 100 chỗ lệch cũng phải kê cho thật bằng. Có nghĩa là chú rể Minh Tú, cô dâu Mỹ Hạnh sẽ phải phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội. Và song song với nhiệm vụ xã hội sẽ là nhiệm vụ của gia đình, phải phấn đấu để trở thành người con dâu hiền của gia đình, người con rể thảo của gia đình, được xã hội tin yêu và gia đình quý mến. Và chúng tôi tin chắc rằng với sức mạnh của tuổi trẻ, với nghị lực của tình yêu, chắc chắn chú rể Minh Tú, cô dâu Mỹ Hạnh sẽ trở thành dâu hiền, rể thảo, được xã hội tin yêu và gia đình quý mến. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng ạ. Và kính thưa quý vị, cũng chính thức kể từ ngày hôm nay thì hai bên gia đình cũng trở thành tình nghĩa thông gia. Mà thông gia thì như một nhà, công việc từ nay sẽ cùng nhau chia sẻ, niềm vui cũng sẽ được nhân đôi. Và chúng ta cũng cùng xin chúc cho mối quan hệ thông gia giữa hai nhà keo sơn, gắn bó thật đậm đà, trăm năm hạnh phúc thật bền lâu. Và một lần nữa cùng chúc cho chú rể, cô dâu yêu nhau, gắn bó, bên nhau trọn đời. Một tràng pháo tay nữa của quý vị để chúc mừng ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, thông qua hai ý kiến phát biểu của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai phía gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái thì hai bác đều mong muốn truyền tải, vâng, cái niềm mong đợi của hai phía gia đình. Và hai bác cũng đã thay mặt cho hai bên gia đình giao nhiệm vụ cho cô dâu và chú rể. Và điều này tôi xin nhắc lại để cô dâu chú rể nhớ, đó là nhiệm vụ của cô dâu chú rể muốn làm gì thì làm ạ. Bằng giờ này sang năm sẽ phải có cháu thì ông bà hai bên bồng. Và nếu như sinh được con trai thì ông bà hai bên chắc chắn sẽ rất vui mừng. Còn nếu như sinh được cách cách cô dâu nhớ cho thì ông bà hai bên cũng sẽ rất vui. Bởi vì các cụ ta vẫn thường nói đó là ruộng sâu trâu nái không bằng sinh con gái đầu lòng. Nhưng dẫu sao thì ban tổ chức cũng xin được chúc cho chú rể Minh Tú và cô dâu Mỹ Hạnh bằng giờ này sang năm, mà sớm hơn thì càng tốt, sẽ có một quý tử chào đời. Và nếu quý vị cũng nhất trí với ý kiến ban tổ chức xin hãy đổ một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị đã được chứng kiến buổi lễ tổ chức thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho Minh Tú, Mỹ Hạnh. Và quả thật ngày hôm nay chú rể Minh Tú, cô dâu Mỹ Hạnh rất là đẹp đôi, được xây dựng hạnh phúc mối tình trăm năm. Và chính thức kể từ ngày hôm nay được chung chăn, chung gối, chung mẹ, chung cha, chung cả lối đi về. Tình càng thắm thì càng phải say mê công tác, nghĩa vợ chồng thì yêu nhau đến trọn đời. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật dài, thật giòn nữa để chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, cũng đúng lúc này thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình buổi lễ tổ chức thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho Minh Tú và Mỹ Hạnh xin phép được khép lại tại đây.